có nó ngoằn ngoèo quá. Có một cái trái này là cái trái bí ngòi màu trắng đó cả nhà. Đó, năm ngoái thì mình trồng bí ngòi màu xanh, năm nay thì mình trồng bí ngòi màu trắng bự lắm rồi. Để mình bấm coi còn ngon, để mình hái vô xào ăn thôi. Đây em dính cái gì đây, em bí ngòi trắng nè, cưng chưa. Hello bà con, đây là những trái đào của Thảo nè cả nhà ơi, chín rồi dễ cưng chưa. Đây nó nằm xen trong những cái lá nè. Đào này nó không có lông nha cả nhà, đào láng cũng mới trồng năm đầu tiên đó mà nó cũng cho trái khá bộn nha. Sẵn đây mình thu hoạch luôn mấy cái trái chín của nó nha cả nhà, chút nữa mình ăn xem nó ngon không ha. Đó, hai trái dưa leo với trái bí. Đây, hái những cái em đào này vào ăn xem nó như thế nào ha cả nhà ha. Đào láng không có lông, mình hái đi chứ để nó chín quá nó rụng đó cả nhà nè. Thảo không có thích ăn mềm cả nhà ơi, cho nên là mình canh nó vừa dính tới là mình ăn à, cho nó giòn ha. Đây rồi, bây giờ mình hái qua cái em cà chua này luôn. Em cà chua này không có chỗ để em ở đây. Ây chà, em cà chua này mấy bữa nay nó héo đó cả nhà, Thảo không có tưới nước cho nó đó, hôm qua mới tưới lại nè, nó mới tươi tươi lên một chút á. Hái luôn cà chua này luôn, cà chua nâu đó cả nhà, đây là cà chua nâu á. Rồi thu hoạch sương sương được một trái bí ngòi với lại hai trái dưa leo, rồi cà chua, rồi đào. Không biết trồng như thế nào cực khổ nhưng mà hái vô là thấy vui cả nhà ha. Đây là rau bồ ngót Nhật của Thảo nè cả nhà ơi, sung dễ sợ chưa. Ở mua có hai cây nhỏ xíu đó cả nhà, mà bây giờ nó lên như thế này nè, nó cứ lên một đoạn cái làm mình ngắt ra mình dăm vô, bây giờ nó đầy hết một cái ô này luôn đó. Cách đây vài hôm là khoảng chừng một tuần đó, Thảo ngắt những cái ngọn của nó ra, Thảo ghim xuống đây, xong cái trời nắng quá đó cả nhà, cái mình thấy nó ngủm hết trơn à, mình tưởng là xong rồi, mà mỗi ngày mình vẫn tưới nước ha, tại vì mình tưới nước cho cái bụi đậu rồng nè. Đó, đậu rồng của Thảo cũng lên cao rồi nè cả nhà, thấy cưng chưa. Mình tưới nước cho bụi đậu rồng thì những cái em này cũng ăn theo ha. Cho nên bây giờ đã ngóc đầu lên lại rồi nè. Đây là nó thật sự nó sống rồi đó cả nhà. Còn cái ngọn này là hôm bữa nó chết nè. Đó là nó sẽ chết luôn cái chỗ này, phần non này. Đó, đây là những cái cây bồ ngót Nhật. Thảo mua hai cây nó tới 30 mấy đồng mà nó nhỏ xíu à cả nhà. Mà bây giờ mình dâm lên như thế này nè. Đó, bà con cô bác ai thích thì Thảo có rễ Thảo sẽ chia sẻ lại cho mọi người ha. Đó, Thảo hay mua những cái rau mà nó tốt cho sức khỏe nè, mà nó lạ nè, nhiều dinh dưỡng đó, Thảo ăn rồi mình dâm ra để mình chia sẻ lại cho mọi người nè. Cả nhà mình nhìn xem, mình không ngờ là nó lên luôn những cái đoạn non này đó cả nhà, mà cuối cùng nó lên hết nè. Thích quá cái cây, những cái cây này là đậu rồng, cưng quá. Rồi bây giờ Thảo sẽ thu hoạch một ít bồ ngót Nhật ha, để mình cho nó trống chỗ, rồi Thảo sẽ sẵn đây, Thảo sẽ ngắt những cái phần nào mà nó dài đó, mình cũng ngắt ra, mình cắt ra chứ, mình cắt ra để mình dâm nó luôn. Tại vì những cái đọt non này nè cả nhà, nó ở trên đầu của nó đó, mình có dâm thì nó cũng sẽ chết à. Nó chết rồi nó để lại những cái mầm mới cho mình, thì bây giờ mình ngắt mình ăn đi ha. Bồ ngót Nhật này ăn cũng ngon lắm cả nhà ơi, Thảo chưa bao giờ được ăn, Thảo nghe đồn thôi. Thế là mình cũng lặn lội tìm tòi mình mua được. Thích lắm, trồng những cái rau gì mà nó tốt, ăn nó tốt mà nó nhiều dinh dưỡng á, là Thảo chịu khó tìm tòi lắm cả nhà. Giờ mình thu hoạch nó. Rồi tiện đây mình cắt luôn những cái cọng mà nó chìa ra nhiều quá đó, tại cái chậu này của mình nó cũng hơi nhỏ, để mình cho nó vào một cái chậu khác để mình có nhiều nè, ăn cho đã ha cả nhà ha. Nó nhiều chất thì tại sao mình không thử trồng, đúng không, nó dễ trồng lắm cả nhà ơi nè. Để Thảo cho cả nhà mình nhìn nè,
Đây là cái cành mà hôm bữa Thảo ghim xuống đó. Đây nè. Mà bây giờ nó chìa lên hai cành bên đây. Thảo mới ngắt nó nè. Nó dễ sống dữ lắm luôn. Cái chị mà bán cho mình bữa trước á, chị cũng có nói là nó dễ sống lắm em. Thì mình cũng tin ha. Ai về đâu nè. Dễ thiệt. Lá của nó nè, mình không có xịt thuốc sâu gì đó, cho nên lâu lâu nó bị mấy con gì ăn nó lỗ lỗ, mà không sao, mình cứ ngâm muối, rửa sạch rồi mình nấu canh thôi. Đây là cũng là một trong những cái loại rau mà nó cũng mới cho người Việt Nam mình đó. Thì đáng lẽ là Thảo không có biết cái rau này đâu cả nhà ơi. Thảo biết một cái anh bên Việt Nam á, ảnh trồng cái rau này nè, ảnh quay lên cái Thảo thấy ham quá, thế là mình kiếm mình mua ha. Mà Thảo mua cái hôm đó là nó đang còn mùa đông đó, mới bắt đầu mùa xuân à, mà cũng còn lạnh lắm, cho nên là đem về nhà Thảo trồng nó ở trong cái patio, cái trái nhà của mình đó cả nhà, chứ chưa có dám đem nó ra ngoài lạnh nữa. Sau đó trời nắng lên Thảo mới đem nó ra chỗ này nè. Mà cái rau này Thảo cũng trồng ở chỗ này chắc cũng 50-50 à, chứ không có nắng hoàn toàn ha. Rất là dễ sống luôn. Cả nhà mình ai muốn dăm cành nó thì nè, đây nè. Cái cành, cái lá Thảo vừa ngắt xong. Mình chập nữa mình sẽ cắt ngang đây. Đó, rồi mình nhúng qua cái phân AGN pha loãng đó. Nếu mà quý vị nào không có thì mình mua cái phân AGN mà organic của Thảo đó, mình dùng cho cái vườn rau của mình ha. Để rau của mình được ăn rau organic mà nó sung túc nè cả nhà. Cái này Thảo đâu có bón gì đâu. Chỉ thỉnh thoảng khoảng tuần 2 tuần Thảo bón cho nó một chút, tưới chút phân á, AGN thôi. Chứ mình hoàn toàn không có dùng thuốc hóa chất gì cho nó hết trơn á. Cho nên cái lá nó đã chưa nè, to đùng à. Đó, xanh luôn. Mới hái chút xíu mà một mớ rồi nè cả nhà. Mình sẽ thu hoạch hết hôm nay rồi mình cắt cái cành nó ra luôn để mình dăm thêm đó cả nhà. Tươi non quá. Nhìn nó giống lá ớt á cả nhà ha. Nhưng mà em được gọi là bùa ngót Nhật. Đất này thì Thảo lấy đất thường thôi cả nhà. Đất ở trong cái bao này Thảo mua ở nursery ha, nó là dạng đất để trồng rau và trồng cây ăn quả cũng được. Những cái chỗ này nè cả nhà. Đó. Là nó đều mọc mầm cho mình được hết, cho nên bây giờ mình sẽ trồng nghiêng thì nó sẽ được hai chỗ ha, đây chỗ là nó có hai cái chỗ để mọc mầm. Mình trồng nằm cho nó bỏ đất lên. Rồi xong rồi. Giờ mình cứ như thế mình xịt nước cho nó thôi. Để nó trong bóng râm nha cả nhà. Mình xịt nước rồi mình để nó trong bóng râm. Thì khoảng một tuần sau thì nó sẽ giống như những cái em này. Đó, một tuần sau là những em này đã sống lên nè cả nhà, một tuần đó. Cái rau bồ ngót Nhật này nó khá là thích nước nha cả nhà. Cho nên ngày nào mình cũng nên tưới cho nó như vậy. Đó. Tưới như vậy là nó mọc rất là sum suê. Đây là cái chậu mà Thảo mới ngắt đó cả nhà. Rồi, cảm ơn cô bác anh chị đã xem video của Thảo nha. Nếu ai thích cho Thảo xin một subscribe đăng ký nha cả nhà, và một like nữa nha. Thank you. Bye bye.